chồng coi truyền hình này nhai vậy lắm, cớ 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 trời có ra chơi giữa. Ê đi thưa hồ, có ông ta chạy tới cái nữa chạy sáng lên sáng tao đang like nè, chạy về lấy đi có chui đó có ba vậy luôn. Thôi mày dạ tao đang like mày cầm máy đi rồi ba còn tối quá à, để cái đèn nó đi mày đang like đó, tao đang like rất cái xong nha bây giờ hộ rồi cầm máy cho bé có không rất xong anh có cục sạch này nó mang chậu tối bây giờ mấy giờ rồi 7:30 giờ cháo cá chậu tối này cháo tôm cháo tôm cháo tôm hả mày uống được uống nha mày cậu còn thấy con kia không nổi luôn, con nổi luôn, con mấy ông nội mà nội mày mày ra mà đứng dậy mà quay hết đàn đi rồi ok nè đó em đây là ăn khuya ăn đế ăn ăn xế ăn đế thôi này còn mới ăn đêm nữa rồi ăn khuya nữa bảy là chế còn cái này là tối nhà nào mà tối chết, chết quá. Con quay món ăn đi cho người ta coi luôn đi, quay cháo có cái gì, thay cái gì, tôm có gì đâu. Hay tôm nè, tôm nè, cháo tôm, đó, này là cháo quạt lên, mày dẫn quạt lên kêu cái để quạt con cháo, cháo miền Tây. Bánh tráng nướng nữa. Dạ rồi, bánh tráng nướng đâu rồi? Đó. Đây. Này, bánh tráng nướng. Nướng bằng cây gỗ vậy ta. Đó, hành. Phải để đầy đủ hết. Rồi, này à, gì đây? Không, cái này là tầng dày lá, hoa, ăn trị cảm, ho. Rồi còn cái kia nữa, bông điên điển ha. Vũ, đeo qua cái bông điên điển. Điển quê luôn nha. Dư, đủ mà bông điên điển. Trời, bông điên điển nè. Đó, rồi ở trong này là bầu nè. Đó, rồi rau nè, đủ các kiểu. Tiền Giang. Đó. Rồi nói chung là bác cầm lại bị bắt. Ăn tiếp. Ăn. Trời ơi khổ quá, ta không có tự do lúc nào thấy không? Hả? Mất luôn nhân quyền luôn. Thấy đó. Bắp tỉnh Tiền Giang độc quyền luôn. Được nói cũng không được mà quyền được ai được phát biểu cũng không được luôn. Đó mà ngồi kế bên ông chủ nhà nữa. Rõ ràng chưa? Đó, ngồi kế bên ông chủ nhà luôn. Còn con Hà. Được rồi. Trời đất ơi thấy không? Đó. Cái này cái này kia bằng mất tự do rồi. Không được quyền phản đối mà cháo mà cháo này là cháo đang sôi sùng sục nữa chứ. Rồi rồi bác cầm làm miếng cháo coi rồi cho ý kiến đi. Bông điên điển vô, bông điên điển cá tép, bỏ bông điên điển vô rồi có rồi trước cái cộng ăn mất nhám cổ mướp bỏ vô ăn đi. Ông đi sắc miếng bầu nước bỏ vô nè. Hồi chỗ bỏ vô với cờ hồi nó lụng nó gã gục luôn á. Trời ơi ăn liền. Không ăn ăn cái bầu là ăn ăn bao nhiêu bỏ vô bị nhiêu. Này tưởng là mướp. Nốt rồi bắt cổ chết rồi bỏ xài vô nốt chứ nốt luôn chứ nấu cháo luôn hả cha? Tưởng là mướp mày. Trời ơi xài cũng nấu cháo luôn. Hay miền Tây này cũng nhận độc thiệt chứ. Chắc phải không? Tưởng bầu. Xài mướp là cái này đây. Ăn cái gì đâu mà trời. Ủa xài hả? Xài cũng nấu cháo luôn. Mướp. Sắc lộn. Sắc lộn. Bắt lại hay cứng ngắt. Mướp đây. Trời ơi, bỏ ba cục nó thấy tròn tròn. Bắt cầm bây giờ ngồi ăn như thế luôn. Vô đi. Mà nó ngọt ơi, ngọt. Không là bông gì? Điên điển. Bông điên điển hả? Bông chú đũa khác hơn phải không? Ừ. Đũa khác. Ông muốn sửa đũa. Ông cái ruộng á lên cây bằng cẳng cái à. Qua ăn 8 cái đống đem về chậm từ tháng 10 tới kia. Cái này mướp không anh? Bầu chứ. Bầu. Cháu bầu. Trời ơi. Bữa nay đúng là thiệt là mãn nhãn. Mãn nhãn là điều những điều mình đang bú bằng cái nó không có trên thành phố. Bên Mỹ còn thua nó khỏi khó luôn. Mỹ thì nó là mẹ thành phố chưa có. Mỹ là Mỹ đế là thua rồi. Mấy cha nhậu đi bây giờ. Xem nếu cái xe em gắm chìa khóa cho em xe luôn á. Xe nào? Xe này anh đưa em thôi. Anh đưa em á.
thực sự là mình cảm thấy là cảm giọng nó có mất những cái món này á, vũ những cái món này hình như mình không có hình dung là mình có khó đúng không? Dạ, hành vô nấu cháo thì ví dụ cháo mình bán ngoài đường cháo huyết là cháo lòng này kia cái đầu vũ bỏ thêm hành bên kia nè nhá. Đâu bây giờ có những cái cháo như kiểu vậy rồi bông xôi đũa ở đâu bỏ vô. Con hành này là hành à, hành là mới vừa bứt ra luôn. Thôi bỏ lại chi mà được rồi ông ơi. Đó, nè bắt cho. Bắt cầm lại nhiều cho tụi nó là kiếm tiền chứ làm gì. Vô vài cái vậy được rồi. Bắt lại xong người ta lấy rồi video clip hả? Thoải mái không ơi. Để bác làm cho nó thoải mái đi. Còn thoải mái đi. Không, từ xưa giờ nó sáng tỏ nó nghĩ là sao chắc là không biết ăn ở vùng quê, không biết hưởng thụ. Ta đây là ta rồi con nhà nghèo mà. Với thằng Hiếu là coi như thất nghiệp bên nước Mỹ. Không, tôi thất bại. À, mày thất bại, tao là thất sủng. Hai thất sủng hiện tại về Việt Nam mày luôn. Anh chị dây đây đem. Ôi em nói mà ăn cháo quá. Còn ăn cháo không à. Mà nó nói con nhỏ đó nó nói đụng người ta lợi ra bên Mỹ người ta nổ không mà sao về cháo của anh mà đụng nói gì mà. Cũng nghe cái thẳng đi, nói trời ơi ở bên này tôi thèm cá lóc nướng à mà ở bến ăn đem ra đắp chưa đầu bỏ tủ lạnh đó. Nãy nãy nói là chiều mà tôi điện lên đúng không nhưng mà thôi tôi nhắc đem con lại nãy mới nói là nãy tôi điện lên chuyên gia ông Thành ánh sáng đầy đủ rồi đó. Bánh tráng nha, rau nha, đủ hết trơn, cải đồ. Rồi thôi vô ăn đi mấy ông ơi. Rồi. Rồi chuyển giao cái máy cho bác Cầm. Rồi đây. Cầm ơi ăn thoải mái Cầm ơi. Thì tôi bán đi để tôi like cho người ta thèm. Ủa, đồ nãy có ai coi không ta? Có một hai đứa gì đó. Nó đem lên là cá có 800g chín trăm mà còn ở dưới ăn. Mọi người đây là ăn tối nha. Ở dưới là ăn con 1kg. Mặn mày. Nguyên ngày hôm nay đúng là miền Tây, đây luật sư Vũ, suối luật sư Vũ bỏ kề về đây để con em đây. Không được chơi Vũ đây đi giảm xì ché. Mấy chục cái bánh xèo cái nó bưng lên vô nè. Đó. Rồi, còn thiếu cái này nữa nè, chán ngủ nè. Quá ngon. Chán hơi bị ngon đúng không? Thịt kỳ luôn. Bánh tráng ở bánh xe lên để bán nè. Bỏ 70 bán lại 80. Bánh tráng mua ớt thì sao? Ăn nhiều mua ớt. Thu mua ớt rồi chiều ăn mày đó. Đó. Vậy không đó. Để mình coi lại còn thiếu cái gì nữa không ta? Giống chứ. Đúng rồi, còn thiếu miếng ớt. Muối ớt nè. Không dạ, miếng ớt. Nè, ớt bột nè. Thôi, hồi nãy muối ớt còn chưa còn nè. Đây nè, ăn chén nè. Đúng rồi đó. Ớt bột nè, mới ngon nè. Tiêu nè. Chính xác luôn. Rồi hai cái này là để cho nhà múc cháo vô là thử. Okay, quá đã. Đó. Đầu tiên là làm thờ lạng ăn tỉnh liền chứ đó. Quá đó. Quá quá ngọt. Tét ngọt quá. Cá quá là ngọt. Không em uống đó. Dạ. Uống cá không? Giờ thêm miếng này là gọt trong miếng bầu. Thôi vô anh Tư ơi. Cái bầu nó vừa vừa thôi. Rồi, thêm miếng tiêu. Qua làm nào mấy thùng hai thùng không? Con trai rượu đế không hết. Uống cho nó vui mà. Bạch, tôi hỏi anh từ chiều nay anh đi đâu? Đi mận lao động, ngày 350. Nhà lâu nãy chỗ đó đó. Dạ, ngồi đang mận bữa tôi nghỉ đó. Ừ. Mận nó bắt trước rồi nó cũng cắt theo kiểu đó mà nó cắt cái hai đứa cháu. Tôi cắt có hai đứa tư à. Cây đà có hai chiếc hai à, khỏi đậu chút à. Đây nó ngồi đó. Sao không chở vợ qua ăn miếng cháo đầy đủ con là. Vợ mẹ mày. Một miếng cháo ở miền quê là có một miếng bầu là một mấy con tôm là cháo nè, hành nè, rồi ớt bột là gì nữa mày. Tiêu rồi xong có cái lá gì la cái bông gì bông sữa đũa nữa. Dạ hả? Ừ mà. Cháo ngộ thiệt á. Thôi đừng thắc mắc ông ơi mệt quá. Đủ mà thắc mắc là tôi hỏi mày thắc mắc gì miền Tây rồi vậy ở thành phố làm gì có. Ồ có bông sữa đũa nè thấy chưa. Bông này điên điển. Ba bông điên điển, bông điên điển tao có quên hoài. Lá hành. Trời ơi. Bỏ cái miếng rau ấy vậy chưa. Trời đó đầy đủ hết luôn. Đó, cần gì lá. Nó là bông điên điển nó mới đúng. Cái này nó chỉ cần gì lá này thôi, chỉ cần là kho là chỉ cần là chân với đường phèn uống thôi. Đây là đây giống là thuốc này xong. Ngay giống ăn hoài hết chưa. Tất cả tỉnh liền.
tôm này, quan động tôm này đã được giả rồi. Mình không bao giờ miền Tây mà nó sung túc như vậy. Những món ăn rất ư là nhất đắt luôn. Ra có cái nào nói là Vũ Lâm là nhất đắt luôn. Đặt cho tụi nó nấu á bạn á, uống mà bữa ấm gì chả lụa. Ừ. Quỷ đó ăn nó không ngon rồi, tụi nó nấu ngon. Bởi hổm tao mấy bài cho nó con cá đó chiên ăn với cháo này hành theo bữa hổm mà đúng phải có một câu thức. Mà con miếng nó đặt nó không biết không mà thả vô hết lại đi. Hành thả lên bàn có câu thức hấp. Vì chảo lụa nem ba tê. Cũng cái đó là mấy ông mà cứ mắc cỡ, mấy ông cứ ngại ngại, mấy ông thì thôi nha, dân miền Tây là cứ chơi thật. Dân miền Tây là coi như là có sao nói vậy. Ừ, người ơi, mời bà thiệt tình đó nha, chơi đi chơi thiệt tình. Ăn ăn giờ nào mình nít bụng mình thôi. Trời ơi, ê thường xuyên nhất ơi, đủ mà mày Mỹ Tho, còn ở đây tao ở Cai Lệ, đủ có hỏi tập mấy rồi đại ca, đủ mà. Tao không biết mấy tập luôn quá trời, đất rồi, không có thời gian ngủ luôn. Không có thời gian ngủ luôn. Đây là Cái Bè, Mỹ Đức Đông. Dạ, thôi vô đây, không phải Cai Lại. Rồi, à. Ghê quá bên này tí nữa, thằng Hiếu nó uống rượu nữa ra, uống bia nữa. Đó, tại vì về quê nãy nó có lên tôi chơi hoài à, nói trời ơi lên anh là tôi phải qua mà nhậu rồi ra giống cây đồ con mà rồi ở dưới tôi phải vậy mà ngồi trước đó không mà vui bậm rồi mua mắt thì không vô tối thì chiếu dài yên tâm yên tâm có bao nhiêu để có này là coi như lên lịch thiếu lên lịch này bà tiếp luôn sao ấp bầu vậy hả sao ấp bầu vậy Samsung tụi này nó bỏ nghề hết rồi, nó xuống này nó ăn nó bỏ nghề nó quên hết rồi, kể cả luật sư cũng quên luôn rồi, đùa. Má mày dần nò hiếu, mà chưa có đổ, chờ mày luôn á. Bởi vậy tối là đổ chắc biết nhiều cá, biết cá. Tép không à, không cá. Ok, ok vậy được rồi, ok báo cáo mọi người, ăn đêm, ăn đêm, ăn đêm vậy ha. Rồi ok, tạm kết thúc này đi. Ngọc á.